Thì ra là con xe lít và con xe Vision. Xe điện tử. Hiện tượng là kéo ga lên là chết máy. Kéo ga đột ngột chết máy. Tôi được vòng máy 1.450, 15-18 độ, không phải sớm, đèn cu 2.2, không mở bơm ga, điện áp, bơm ga, chở máy đang hiện tại 70. Giờ là khách mang đến là kéo ga và chết máy, kéo ga đột ngột chết máy nhé, tôi chưa làm gì hết.